Hi, xin chào các bạn. Hôm nay Tuyun đi thiện nguyện thì được hãng nón Hàn Quốc, cao cấp nhất Hàn Quốc tặng nón. Thì trên chiếc nón này có in biểu tượng của Việt Nam đây, và một bên là in logo tiên cá của Tuyun giống như này, và một bên in logo của hãng Rimea Hàn Quốc. Hãng nón này là dành cho các ngôi sao K-pop ở Hàn Quốc đội, là những sao nổi tiếng đó, họ sẽ đội nón này. Rồi, nón này được làm chống nước, có thể bơi lội được luôn, vừa đội nón vừa bơi được luôn. Đi ngoài mưa nước nó không có đổ xuống nón, không có làm ướt nón. Nón này là rất là cao cấp. Rồi, nhãn. Đây, nhãn. À, trên này có in trang web của thương hiệu Rimea.com ở bên Hàn Quốc. Nón này thì được sản xuất ở Việt Nam nhưng mà nguyên liệu nhập từ Hàn Quốc sang. Thì những ai mà trong thành viên câu lạc bộ tiên cá của Tuyun sẽ được tặng nón. Như anh cameraman này đây, anh đang quay là anh cũng được tặng. Rồi vậy nha, hôm nay sẽ rất là thú vị. Hẹn gặp lại mọi người trên chuyến đi. Rồi.